giật đi. Máy Zobi 4 thì của anh. Sẽ đổ xăng riêng, nhớt riêng không có cần mình không cần phải pha nữa. Cái DOB thì nó có 2 thì, như thằng Mỹ thì nó có 4 thì. Nhớt nó đổ đằng sau này. Nhớt đổ sau. Và xăng đổ đây. Cái số 4 này là 4 thì các bác nhá. Thích thì không, mình không có hiểu gì về pha lắm thì mình cứ mua cái 4 thì mình về mình đỡ phải pha, nhớt riêng xăng riêng, hai cái nó riêng biệt nhau, mình thỉnh thoảng mình kiểm tra nhớt nó có hết thì mình châm thêm nhớt. Còn bác nào mình biết pha rồi thì mình mua 2 thì cũng được. Nói chung là mấy cái này thì em đã test lỗ hết rồi. Test lỗ rồi. Cái này thì đã qua sử dụng rồi. Đây nó có cái thùng. Đây là máy thổi 2 thì hôm nay. Đang cần máy thổi, máy cắt cỏ thì mình cứ liên hệ nhé. Giá máy 4 thì giá của nó là 2 triệu đồng. Còn cái máy thổi hôm nay là giá của nó là 1.500.000. Nào cần mình cứ liên hệ, cái số điện thoại em sẽ để bên trái màn hình của các bác nhé.